Nhà A Nan khen ngợi, ca ngợi ba đức tánh của Đức Phật, đó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Như thế nào để được gọi là một đấng đại hùng? Đấng đại hùng, nếu mà nói về cuộc đời Đức Phật, Ngài là một người có cả gian sang sự nghiệp, nhưng mà Ngài dám bỏ tất cả. Và khi mà Ngài đi vào con đường tu tập đó, thì Ngài phấn đấu rất là lớn, trải qua rất là nhiều những cái lần học hỏi với các vị thầy vào thời đó. Và cho đến nỗi Ngài đi tự tu một mình, trải qua rất là nhiều những cái khó khăn mà Ngài vượt được. Đó là đại hùng. Ví dụ như mình bây giờ biểu mình ra ngoài chút cái mình nó lạnh, trời nóng mình cũng khó chịu. Phật nói trong kinh mình có 8 thứ để mình có thể excuse, để mình làm biến. Lạnh quá không tu, nóng quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, rồi gì nữa, buồn quá không tu, vui quá không tu. Tức là mình luôn luôn có những cái lý do để mình nghỉ học, nghỉ tu. Ví dụ bây giờ khi mình lên tụng kinh, mình nói thôi nóng quá à, lên chánh điện chi, bữa nay nghỉ một bữa đi. Thí dụ vậy đó, nóng quá không tu. Còn khi mình ra ngoài hay đi đâu, nó thôi lạnh quá à, đi chi. Thành thử ra nhiều khi á, mình nổi cái chuyện mà mình làm những cái việc gì bình thường mà lạnh một chút, nóng một chút, hoặc là giờ no quá, biểu tôi trời ơi giờ này mà lên ngồi đọc kinh đọc sách chắc chết. Thí dụ vậy. Mà đói quá nó thôi cho ăn cái đã. Cho nên lúc nào mình cũng có cái lý do để mà mình thối thác. Cho nên mình chưa rõ được cái đức tánh đại hùng của Đức Phật. Rồi bây giờ mình có nhiều mình cũng giữ hết. Bây giờ nhìn lại đồ đạc của mình coi, phải thiêu lên, phải viết chữ lên, thôi sợ mất. Không, thì còn Đức Phật á, thì Ngài có rất là nhiều. Nhưng mà Ngài nói như vậy không có nghĩa là mình thờ ơ với vật chất, không phải, không có nghĩa vậy. Nhưng mà nói để mình thấy cái đôi chúng ta là những người phàm phu, chứ chúng ta còn sống ở đây, có những cái chúng ta còn dính mắc, dù là lớn hay nhỏ gì cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi mình cứ sống vậy mình thấy bình thường, nhưng mà nếu mình nhìn, mình đem cái nhìn của Phật Pháp, cái nhìn của cái người xuất thế đó, thì chúng ta thấy cái cách sống của mình nó còn rất ư là dính mắc, rất là dính mắc. Cái đó của mình là phải ghi dép đồ lên chúng ta mất, không sợ người ta mang nhầm, vân vân. Còn nếu mà nói về cái xa hơn là gì, Đức Phật có đủ cái năng lực, cái đại hùng của Đức Phật là đủ cái khả năng để Ngài vượt tất cả mọi cái khó trong khi Ngài tu. Hồi nãy mình nói chính là những cái chuyện bình thường, nhưng mà trong khi chúng ta tu á, nó có rất nhiều những cái nó sẽ xảy đến trong cuộc đời mình, mà đôi khi mình không đủ năng lực, mình không có đủ mạnh để mình vượt nó. Nói cái chuyện nhẫn nhục thôi là đã khó rồi. Ai mà nói chạm tới mình là mình đã khó rồi. Cho nên là đại hùng là vậy. Còn cho nên ở theo truyền thống các chùa mà Bắc Tông, từ Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, mình theo cái phong cách đó, đó. Ở cái chánh điện mình hay để 4 chữ Đại Hùng Bảo Điện. 4 chữ tàu lớn để ngay chánh điện. Đại Hùng Bảo Điện là gì? Là cái điện thờ này để thờ một đấng đại hùng. Đó là nói cho Đức Phật đó. Không? Mà Phật là có đủ 3 năng lực, 3 đức tánh đại hùng. Thứ hai là đại lực. Đại lực là gì? Là có khả năng, có đủ năng lực để mà vượt mọi phiền não trong khi tu tập. Và trong khi mình tu tập thì đâu phải lúc nào cũng không có, lúc nào cũng không có những cái gì chưa trở ngại hay là những người đến quấy phá mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì có, nhưng mà Ngài còn đại từ bi là Ngài thương tất cả chúng sanh, từ vô tình, hữu tình, đều Đức Phật trải cái lòng thương đến họ. Cho nên trong kinh diễn tả đó, nhất là kinh, những cái kinh ví dụ ha, những cái kinh gì mình đọc đó, mình thấy là ô, Đức Phật nói kinh đó xong, cỏ cây tươi tắn lên, con này con kia nó hô vang. Thật ra những cái hình ảnh đó chỉ để biểu tượng rằng cái lòng từ bi của Đức Phật đã chuyển tải và đã động đến
cỏ cây, hoa lá. Và đến nỗi con ếch nó cũng có thể nói tiếng cho mình nghe rằng nó hoan hỷ với cái đó. Tại sao? Tại vì cái lòng từ bi nó không phải là ngôn ngữ bình thường, mà nó là sự cảm nhận. Thí dụ bây giờ mình nói bao nhiêu chữ từ bi nhưng mà mình không sống được với nó, người ta vẫn cảm nhận được. Mình chỉ nói thôi, mình không có làm. Cho nên cái người mà người ta đến với mình, nhiều khi mình không có nói gì hết á. Và cái tiếng từ bi nó không phải của người Việt, không phải của Đạo Phật. Bất cứ ai mà có lòng thương thì nó không luận là tôn giáo, nó không luận là già trẻ, nó không luận là tu nhiều tu ít gì hết. Cho nên thí dụ bây giờ mình cái người đó có tình thương lớn, đâu phải Đạo Phật mới có. Người nào mà ta sống mà người ta có nghĩ đến tất cả mọi người, người ta có cảm thông được cái hoàn cảnh của người khác, họ vẫn có tình thương đó thường. Cho nên đại từ bi là cái sự mà nội lực mà phát triển nội tâm mình mà người khác mới cảm nhận. Cái người mà khi mà người ta cảm, người ta cần một tình thương, người ta đến gần mình, người ta nói chuyện với mình, người ta cảm nhận được. Đó, thí dụ như bây giờ mình cũng dọn cho một người đó ăn cơm, nhưng mình có tình thương, người ta cảm nhận khác. Mà mình cũng dọn cơm cho họ, mà tại vì bất đắc dĩ mình phải dọn, vì một cái lý do nào đó, chứ không xuất phát từ cái nguồn tâm thật thương yêu của mình á, người ta vẫn cảm nhận được. Còn mình có tình thương cho người đó, mình dọn một miếng cơm cho người ta ăn, người ta cảm nhận được. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, đó là ba cái đức tánh của một vị Phật. Và chúng ta đều có cái khả năng tu tập đến cái mức đó. Rồi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Chữ hy này nghĩa là trông cầu. Con mong rằng con trừ sạch được. Chữ hy cánh, hy là mình mong cầu. Thẩm trừ tức là mình trừ sạch đi tất cả những cái hoặc. Hoặc nghĩa là gì? Chữ hoặc nghĩa là lỗi lầm. Chữ hoặc nghĩa là lỗi lầm, là phiền não. Mà cái lỗi lầm phiền não này á, nó vi tế, cho nên gọi là vi tế hoặc. Very tiny. Nhiều khi nó invisible. Thí dụ như trường hợp là mình nổi sân lên là ta thấy rồi, mình giận tức lên là ta thấy rồi, cái đó chưa vi tế. Có nhiều người ta vi tế, ta giận ta không nói, người ta âm thầm ta hại người kia, rồi đó là sân hận vi tế, mà cái đó rất là sợ. Hoặc là nhiều khi á, vi tế nó cũng có nghĩa là gì, cái chuyện nhỏ nhất mình cũng giận hờn được. Ví dụ thôi. Ví dụ như giờ nè, rót trà, tự nhiên ai cũng rót hết, cái tới phiên mình không có miếng trà nào hết á, đó cũng giận á. Lát đi xuống nói á, đó, cái đó gọi là vi tế đó, không? Hay là giờ người ta lỡ, người ta dọn ra rồi người ta thiếu phần mình. Thật ra thì nhiều khi một là người ta sợ là múc nhiều quá nó dư, hai là đem nhiều quá nó ăn không hết, nó hư uổng, thí dụ vậy. Mà thật sự còn rất nhiều, thiếu đem thêm. Nhưng mà nhiều khi cái mình thấy rằng cái gì mà trước mặt mình mới gọi là có trọng mình, còn thiếu phần ngay trước mặt mình, cái đó gọi là không có tôn trọng. Cái là mình, cái gì nó nổi lên, cái bản ngã nó nổi lên. Tôi đây cũng ông thầy, tôi đây cũng là một người lớn, ví dụ vậy. Cho nên cái vi tế đó, đôi khi những cái chuyện rất nhỏ nhặt. Thậm chí người ta có nhiều người, người ta dễ giận đến mức độ là người ta dùng từ. Hồi đó họ biết có một vị, thì người miền Tây á, nói chuyện nhiều lúc không phải là người ta nói rất là người ta sống rất là bình thường, rất là thật. Bác khoan ăn cái tô này để con lấy hành con bỏ vô. Thì người miền Nam, người miền Tây nói vậy thôi, không ăn. Để nguyên cái tô đó, mình hỏi ủa sao? Thôi người ta bỏ mà ăn cái gì? Tại vì nãy xài cái chữ bỏ, hành, chữ bỏ không xài. Phải để hành. Tại sao lại bỏ? Bỏ nghĩa là gì? Throw it away. Nhưng mà theo cái, tại vì cái người đang hiểu cái nghĩa là bỏ ra, dục, là quăng, là vứt. Nhưng mà người miền Tây bỏ là nè, ta cầm bỏ vô vậy đó. Thấy không?
Thí dụ như người miền Tây ta xài chữ gì? Xịt nước tương. Người ta kia chan nước tương, chan mới ăn chứ xịt cũng ăn. Thì cái đó gọi là gì? Cái vật, cái phiền não nó vi tế. Nó vi tế là chúng ta dính mắc từng chữ từng câu ở trong đó. Cho nên á, trong cái hoặc này nó có ba loại nha. Theo Thiên Thai Tông, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ngài nói hoặc có ba loại. Một á là kiến tư hoặc. Một là kiến tư hoặc. Cái này gọi là tam hoặc. Hai á là trần sa hoặc. Ba là gì? Vô minh hoặc. Đây là theo Tông Thiên Thai. Kiến là thấy, hay là tiếng là cái nhìn sai quấy của mình. Tư là mình tư duy suy nghĩ. Chữ hoặc là lỗi lầm, phiền não. Do mình nhìn một cái việc gì đó, cái ý của mình nó duyên với một cái việc gì đó, thì mình liền khởi lên một cái tà kiến. When you in touch with something, you think differently. You did not think directly, exactly what supposed to be. Chữ kiến này là tà kiến, hay là cũng có nghĩa là cái thấy của mình. Tư này là cái suy nghĩ, tư duy đó. Kiến tư hoặc nghĩa là cái lỗi lầm do mình nhìn thấy mọi sự hiện tượng sự vật, rồi mình khởi một cái tâm. Ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ người ta cúng dường, thì nếu mà người ta cúng thì thôi, ta đang đứng ở bên này nè, ta đang đứng bên này nè, thì nó tiện phải không? Thôi ta cúng thầy 1, thầy 2, thầy 3. Rồi cái ta mới qua bên này ta cúng. Mình không chịu vậy. Ông kêu nhỏ hơn tôi sao cúng trước? Phải cúng ông này, rồi qua cúng tôi, rồi qua anh đây. Trời ơi, cái người kia chạy tới chạy lui cúng lại, cúng theo gì? Cúng theo thứ lớp, cúng theo hạ lạp. Mà trong khi đó mình không nghĩ đến cái tiện lợi, suy nghĩ lệch, khinh tôi thấy không? Không biết tôi thọ giới trước không? Mà ta biết tôi thọ giới trước không mà cúng cái ông kia trước. Do mình thấy một cái pháp, một cái sự việc nó xảy ra như vậy, cái ý mình nó nhìn cái pháp đó thì mình khởi lên một cái tà kiến. Người đó coi thường mình, người đó không kính trọng mình. Cái đó gọi là kiến tư hoặc. Rồi nó phiền não mà nó khởi lên. Mà nếu một người nào mà sống với cái tâm ý rồi á, cái tư này á, cái kiến này, cái tư này nó cũng có nghĩa là khi mà mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình, hồi nãy là cái ý, mình có lục căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, mà năm cái đó đó mà nó duyên với sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì bắt đầu khởi lên những cái vui, buồn, phiền, não theo đó. Ví dụ như mình lấy cái ly nước này, mình uống vô miếng cái trà gì, dở ẹt nó uống hết ba cái nước cốt rồi nó cho mình uống nước dảo. thì mình lưỡi của mình nếm cái đó, mình cái đó là vị phải không? À, mình lấy cái lưỡi á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của mình đó, thì mình lấy cái thiệt của mình là cái lưỡi, mình gia chạm vào cái vị thì mình liền sanh phiền não. Cho nên rồi cuối rồi mình bắt đầu khởi một cái tới cái tà kiến. Cho nên phiền não nó có là do cái thấy, cái suy nghĩ của sáu căn mà nó có thể sanh khởi kiến tư. À, rồi cái thứ hai mà suốt ngày cứ sống cái kiểu như vậy thì lâu ngày nó thành ra một cái gì? Trần sa. Chữ trần là bụi, chữ sa là cát. Không? Và rốt cuộc mình phiền não nó nhiều như số cát. Mà lẽ ra người tu, hay là nói chung lại trong cuộc sống chúng ta,
chúng ta nhẹ nhàng được những cái nhỏ nhất thì chúng ta sẽ là người dễ chịu. Có nhiều khi á, nó suy nghĩ lệch rồi bắt đầu á, nó nói ra. Nó nói ra thì người ta mới biết, à trời ơi, thì ra cái ông này, cái cô này, cái chị này, cái bà này như vậy ha. Nhưng mà có khi để trong lòng không nói, nhưng mà ghim cái đó, ghim cái đó, không nói ra thì ghim cái đó. Thì lâu ngày nó thành gì? Mà khi mà ghim cái đó rồi á, mai chiều suốt ngày sống với người đó, nhưng mà lúc nào mình cũng mang một cái tà kiến là cái người này nó khinh thường mình, nó không coi mình ra gì hết. Thì lâu ngày nó dẫn đến gì? Biết bao nhiêu những cái trần xa trong cuộc sống. Ví dụ nãy Quynh Quynh cầm giùm tôi, thôi ai làm gì làm đi, tôi không muốn biết tới người đó, tôi muốn nói chuyện với người đó, thiếu gì trong cuộc sống. Tại vì sao? Tại vì khi mình có kiến tư thì nó nhảy ra tới trần xa thôi. Là vì cái tiếng Anh nó kêu là add up, mỗi ngày nó add up, nó thêm lên chứ nó không có giảm. Vì có tu tập gì đâu giảm. Rồi nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái tư kiến tư trần xa này nó tự dĩ ra từ cái vô minh hết. Vô minh là khi mình không thấy được cái lẽ thật. Vô minh là mình không có đặt một câu hỏi cho chính mình là mình tu để làm gì. Hay nói thôi đừng cất chữ tu đi, nói mình sống vậy hoài sao, mình sống suốt ngày mình cứ buồn vui giận ghét người này hờn mát người kia mãi vậy sao. Cho nên là rốt cuộc rồi vô minh là nguồn gốc của tất cả mọi phiền não khổ đau. Thì nếu mà nói hoặc á, nói hoặc mà nói chi tiết là tam hoặc: kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Còn nói theo giáo lý Nguyên Thủy là dục hoặc, lậu hoặc, vô minh hoặc. Dục hoặc là gì? Phiền não do sự mong muốn, worldly desires. You have a lot of delusions from attached to this worldly desire. Trong cuộc đời này, trong cuộc sống này có rất nhiều những cái muốn. Nhưng mà đâu có nghĩa là cái muốn nào cũng được. Mà hãy cái muốn nào cũng được á thì chúng ta lại dính mắc với nó. Nó gọi là gì? Lậu hoặc. Hồi nãy là dục hoặc, rồi sẽ đi tới lậu hoặc. Chữ hữu là mình cái cõi mà chúng ta đang sống. Ví dụ như mình thích đời sống này đi. Ồ, bây giờ có internet nè, không, rồi mình có cái iPhone nè, mình có thể search bất cứ cái gì đó, rồi mình dính mắc tất cả những cái, rồi mình thấy người này có cái này mình phải có. Bây giờ là người ta có thể người ta sáng kiến rất nhiều những cái tiện lợi, nhưng mà rồi mình thấy ai có mình cũng phải có, cho nên mình chạy theo. Mình chạy theo rồi đó, mình dính mắc vào cái cõi này. Cho nên là hữu lậu, dục lậu, hữu lậu. Mà tất cả cuối cùng cũng già xài một chữ thôi: vô minh. Nếu mình minh á, tu á, là mình bản chất mình sống là mình vô minh. Nhưng mình tu tập để làm gì? Để mình minh. Cho nên ngay trong cái thập nhị nhân duyên cũng vậy: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Thì tu là gì? Hồi nãy là theo cái chiều này là, phải không? Đi theo cái chiều của nó. Bây giờ mình đi nghịch lại. Cho nên ta kêu tung hoành là vậy. Mình thí dụ hoành nè, tung là mình đi thẳng, hoành là mình đi ngang. Thì bây giờ nếu mà mình bị vô minh thì mình phải minh. Và lão tử U Bi trở thành ra gì? Thị hiện. Già cũng là thị hiện. Ví dụ bây giờ mình nhìn một người già, thật sự ra cái chuyện nó đương nhiên thôi, nhưng mà với cái nhìn của đạo Phật, già bệnh chết nếu có xảy ra chúng ta thị hiện. Pháp Hòa ví dụ như mấy ngày nay, không phải một người bị đột quỵ mà hàng 5-7 người đột quỵ mất, thì cái hình ảnh đột quỵ đó là nó thị hiện một cái tướng. Nó không phải là tội nghiệp đó, mà người đó thị hiện bài học
có thể người đó cho thế chúng ta một bài học, một bài thuyết pháp về cuộc đời vô thường. Cho nên tại sao chúng ta gọi là Phật thị hiển? Phật ra đối với người giác ngộ, sanh và tử không có phiền não gì cả. Cho nên chúng ta nói Phật thị hiện đản sanh, Phật thị hiện niết bàn, Phật thị hiện bệnh, thị hiện thôi. Ông Di Ma Cật cũng không thật bệnh, nhưng mà ông thị hiện cái tướng bệnh để chi? Để thân bằng quyến thuộc tới thăm ông, nhân đâu thuyết pháp. Ông còn khỏe, ông ai tới thăm hết á. Nhưng mà ông bệnh cá rồi thôi, bà con lối xóm tới thăm, ông biết tánh tình của mọi người, ông giảng cho người đó nghe. Ví dụ bây giờ người đó hay sân hận tới thăm ông, nắm tay, ráng nghe, hung dữ cỡ nào rồi cũng nằm rên rỉ như tôi nghe, mà mình ráng mình hiền lành, mình dễ thương đi, mai mốt mình nằm chỗ người ta thương. Mình mà khó ưa quá, mai mốt mình người ta nghe mình bệnh, ta xì cái nó đáng đời. Vì mà cận thị hiện nói pháp. Rồi đến đổi các vị đệ đại đệ tử Phật, như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, trong kinh Di Ma Cật kể các ngài đến, ông nói pháp hết, cư sĩ mà nói pháp. Tại sao? Tại vì cái người người ta thâm nhập được cái đạo lý. Thế thì cái chỗ thâm nhập đó không hẳn là người tu, mà nhiều khi người tu mà không thâm nhập, mà người cư sĩ ngoài đời là sẽ sao? Người ta ba chìm bảy nổi, người ta quá nhiều những cái khổ đau, từ đó người ta bừng sáng lên những cái đạo lý. Cho nên là thị hiện. Bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, mà không khổ, không đau gì hết. Vẫn sanh già bệnh chết như ai, nhưng không có khổ, không có sầu, không có khổ, là vì họ biết được cái bản chất. Cho nên ngài A Nan mà khi cầm tay Đức Phật buồn quá. Trời ơi, Phật hồi nào giờ, hồi nào da Phật thẳng thớm nha, đẹp đẽ, bữa nay Phật nhăn nheo. Phật Đức Phật thầy A Nan, cái già nó nằm ngay nơi con người đang trẻ, cái bệnh nó đang nằm ngay nơi con người khỏe, và cái chết nó đang nằm ngay nơi con người sống, đúng không? Ai bảo đảm được 5 phút nữa mình sống còn? Không biết. Và vì vậy cho nên mình không có chuẩn bị trước đó, cho nên khi đụng chuyện một cái thì mình đi thì ngỡ lại người ta chơi với, và người ta không biết là phải làm gì, tại vì mình không có một cái gì nói lại. Chỉ có những vị người ta kỹ, không phải là người ta tiếc nuối, nhưng mà người ta muốn rõ ràng để cho người sau không có phải phiền muộn rồi ngồi đó rồi tranh cãi, hay là có những cái sự khó khăn gì. Khi còn khỏe họ chuẩn bị sẵn hết những cái gì cần nói, những cái gì cần làm. Cho nên mình tu mà ngài A Nan nói Phật, con xin Phật, con một lần nữa xin Phật chứng minh cho con, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Đời ác năm trượt con xin vào trước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề không chứng quả niết bàn, hay là thành Phật. Huy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, đại hùng đại lực đại từ bi, con mong được trừ hết tất cả những cái phiền não, cái lậu hoặc vi tế. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Nhưng mà nói cho cùng ra, tất cả các hoặc không có gì ngoài vô minh. Dĩ nhiên là trong vô minh nó có nhiều cái nữa nha. Nếu mà nói với cái giáo lý tương tức, trong vô minh vẫn có sanh già bệnh chết. Tại nếu anh không có cái vô minh thì già bệnh chết anh vẫn bình thường. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, khiến cho con sớm được lên cái ngôi vô thượng giác. Tạo đăng tức là lên được cái địa vị, lên được cái, chứng được cái địa vị. Địa vị gì? Vô thượng giác. Vô thượng giác là gì? Là cái giác ngộ cao tột. Nói một cách khác là fully enlightenment, hoàn toàn giác ngộ. Mà hoàn toàn giác ngộ được gọi là diệu giác. Cho nên cái mình tu trải qua 50 giai vị của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi bắt đầu tới đẳng giác, rồi tới diệu giác. Mà hãy tới diệu giác là thành Phật. Và diệu giác còn được gọi là vô thượng giác, sự giác ngộ rốt ráo viên mãn, được gọi là Phật. Chữ Phật dịch là
giác giả phải không? Phật là giác ngộ, tiếng Anh dịch là enlightenment, giác ngộ, hay là enlightened one, người giác ngộ. Cho người Hoa họ viết chữ Phật vậy đó, một bên là chữ nhân, một bên là chữ Phật, người phủi bỏ gọi là Phật, người phủi bỏ là Phật. Giờ ví dụ như mình giờ phủi bỏ gì, mình mới phủi bỏ cái tóc à, mình mới phủi bỏ cái nhà ở gia đình mình thôi, mình phủi bỏ được hai việc đó, cạo cái đầu, bỏ được cái áo sơ mi, quần jean, cái đầm. Bắt đầu chọn gì, chọn cho mình cái chiếc áo đạo, mình replace thôi. Thì những cái đó là những cái phương tiện. Thí dụ mình còn mặc đồ đời, cái tự nhiên mình cũng có thể mình bị dễ lôi theo thói đời. Nhưng mình mặc theo đạo rồi, cái tự nhiên làm gì làm nó cũng có sự ngăn cản bớt, nó sự chế phục bớt. Những cái đó cũng chỉ là bước đầu. Vô thượng giác là cái giác ngộ cao tột. Linh ngã tảo đăng, vô thượng giác là khiến cho con sớm được lên cái quả giác ngộ đó. Hồi nãy nói có gì hơi mâu thuẫn không? Đọc có thấy mâu thuẫn không? Hồi nãy ông nói đời ác năm trượt, con xin vào trước. Giờ là ông muốn chứng vô thượng giác. À, nhưng phải đọc câu kế. Ư thập phương giới tọa đạo tràng, Cùng mười phương ở trong cái đạo tràng. Chữ tọa là ngồi đó, cùng mười phương ngồi ở trong cái đạo tràng đó. Vậy thì chúng ta hiểu chữ đạo tràng trong trường hợp này là ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc hay là ở cõi Đông Phương Tịnh Lưu Ly? Thật sự ra đạo tràng là gì? Nơi nào có sự tu tập, có sự chuyển hóa, nơi đó là đạo tràng. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, chúng ta ngồi đây là đạo tràng. Nhưng hiện tại bây giờ đó, Phật tử đang online có cùng một đạo tràng với mình không? Vậy thì có phải là ư thập phương giới tọa đạo tràng không? Nếu mà cái tâm của mình đã phát nguyện rồi, thì cùng một lúc mình ngồi cùng một đạo tràng với nhau. Nhưng mà sự thể nhận, thể nhập đó của mình đó, Theo cái tinh thần của Duy Ma Cật, Kinh Duy Ma Cật, cái tâm ngay thẳng là đạo tràng, gọi là trực tâm là đạo tràng. Cái tâm mình mà ngay thẳng, không méo mó là đạo tràng. Thí dụ thôi, đang ngồi vui vẻ dễ, tự nhiên mình ở đâu mình xẹt vô, mình nói móc nói méo người ta, cái tự nhiên cái không khí đó là sao? Nó biến đổi liền, phải không? Mà nếu mình vui vẻ, mình hòa đồng, thì mình cùng với mọi người ngồi chung đạo tràng. Còn nếu không, người ta nói, cái bắt đầu người ta kiếm cách người ta lui, nó thôi, ngồi đây có vẻ bất an quá, thôi tôi lui trước đi, nói chuyện với người này hồi dễ nóng nảy quá, thí dụ vậy, cái ta rút, cuối cùng mình ngồi một mình, phải không? Cho nên á, nghe thì giống như là ngài có cái sự gì nó chỏi chỏi. Hồi nãy thì ngài phát nguyện là đời ác năm trượt con xin vào trước, bây giờ muốn thành Phật. Thưa không, cho dù ngài có thành Phật, nhưng mà ngài làm gì? Ư thập phương giới tọa đạo tràng, nghĩa là cùng tất cả mọi nơi mọi chốn con đều có mặt. Mà nói mọi nơi mọi chốn đều có mặt thì là hội nhập ta bà rồi. Cho nên cái người mà tu tịnh độ cũng vậy, không rời an dưỡng lại ta bà. Ở trong ta bà mà chẳng rời an dưỡng, vậy thì an dưỡng đâu có nghĩa là phải bay qua cõi Cực Lạc, ở trển mới kêu là ở an dưỡng đâu. Anh ở cõi nào, anh giáo hóa chúng sanh mà tâm anh không bị lay động, giây phút đó anh ở trong an dưỡng đó. Giờ có cái bài sám gọi là sám thảo lư. Lư là cái nhà, thảo là cỏ, ở trong cái nhà cỏ vậy đó. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai.
Người cái người mà ta tu tập ta ở chỗ nào ta cũng thấy. Dù là ở Thảo Lương nhưng mà cái tâm của các vị đó đang ở cùng đạo tràng bát ngát mười phương. Đó, bây giờ mình đem một cái ví dụ ngay trước mặt mình đây, trùng một lúc ngồi giờ phút này, có phải mình đang cùng đạo tràng với mười phương cõi không? Việt Nam, Mỹ, Úc, Âu Châu gì, tất cả nơi nào các vị cùng có một cái tâm nguyện đó, giờ này các vị đang có mặt với mình, có phải vậy không? Các vị online cùng thập phương, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Cho nên cái điều đó rất thật. Hôm qua có một cô hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con phát nguyện con muốn cúng dường một tượng Phật, nhưng mà vị thầy đó bây giờ nói chưa có làm, mà bây giờ con sợ nếu mà tới ngày vị đó làm á thì con sợ con không có khả năng cúng. Bây giờ con đang có khả năng, con đưa được không? Pháp Hòa nói cô cứ đưa. Cô tâm nguyện của cô là cúng dường tượng Phật, cô cứ đưa. Còn thầy có làm, có xây cái dựng tượng không, đó chuyện của thầy. Nhưng mà cô đã có xây tượng Phật rồi đó. Tại cô xây tượng Phật ở đâu? Ngay trong tâm hồn của cô rồi. Một tượng Phật đã thiết lập rồi. Còn cái tượng Phật kia mà có làm đi nữa là một bức tượng thôi, nhưng mà một Đức Phật đã hình thành trong tâm cô rồi. Cho mình an vị Phật cũng vậy, mình mời thầy tới an vị Phật. Cái lễ đó là một lễ thôi, chứ bây giờ mai mỗi chiều mình không thích mình cũng dọn Phật như thường vậy. Cho nên Phật cũng chưa chắc ở yên à. Cho nên mình dù mình an vị nhưng mà cũng chưa chắc. Tại vì mình thờ vậy đó, mà ai bước vô nói chà chỗ này thờ nhà xui lắm nha, là lập tức dời liền, không cần biết Phật chịu hay không. Miễn nhà con hạnh phúc, đời nhà con đừng có tai nạn gì là con dời Phật thôi. Lúc đầu là con để Phật, con thờ, con thỉnh dữ lắm mà, con tha thiết lắm. Nhưng mà hãy nghe ông thầy ông nói là hướng này là xấu nghe, ở đây là nhà có chuyện nghe, là lập tức hỏi ông thầy chỗ nào tốt chỉ cho con đổi, mà khỏi cần hỏi Phật. Mà trước kia là thỉnh một cách rất nghiêm túc. Vậy thì cái an vị đó, cái chỗ an vị đó cũng chưa chắc. Vậy thì an vị ở đâu mới chắc? An vị nơi tâm mình. Cho nên lễ an vị là hình thức, nhưng mà cũng có nghĩa là giây phút đó anh phải an vị một Đức Phật ở trong tâm anh. Quy y Tam Bảo cũng thế. Con xin quy y Phật, con về nương tựa Phật. Nhưng mà ngay lúc đó đó, anh trở về nương tựa với Phật ở trong anh rồi đó. Anh nhận ra là anh có khả năng thành Phật, có khả năng giác ngộ như Ngài. Con quy y Pháp, con về nương tựa Pháp. Thì ngay lúc đó mình đã trở về nương tựa với cái đức đại hùng, đại lực, đại từ bi của mình rồi đó. Con về nương tựa Tăng, nghĩa là bây giờ con xin phát triển cái khả năng sống hòa hợp, sống thanh tịnh với Tăng thân. Cho nên mình quy y Tăng mà mình cứ kiếm chuyện với Tăng hoài, thì với đoàn thể của mình hoài, thì chưa phải quy y Tăng. Mình trở về nương tựa với sự hòa hợp, nhưng đời sống của mình không hề hòa hợp, thì chưa phải là người có đủ cái chất liệu hoàn toàn. Cho nên gọi là quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. Nói cách khác là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Rồi là sao? Nghĩa là trọn vẹn. Chờ bên Anh Tông ngày nào ta cũng tụng quy y Phật lần thứ nhất, quy y Pháp, quy y Phật lần thứ nhì, quy y Phật lần thứ ba. Ngày nào cũng đọc năm giới. Cho nên ư thập phương giới tọa đạo tràng là cùng với mười phương ở tọa. Bây giờ là con tu rồi, là con hiểu rồi, là con thấy rằng á, bất cứ nơi nào mà cần sự có mặt của chúng con có mặt thì chúng con sẽ biến chỗ đó thành đạo tràng. Đó, giống như bây giờ mấy có những nơi bây giờ người ta bị Covid, người ta mất, người ta không thể, người thân người ta không có mặt để làm đám được.
Nhưng mà nhờ cái phương tiện gọi là livestream hay là FaceTime gì đó, thì tự nhiên mình đã ngồi ở đây mà mình đã có mặt ở đạo tràng ở đó. Ư thập phương giới tỏa đạo tràng. Nó thật mà, đâu phải chuyện không có được. Và hoặc bây giờ nói cách khác nè, Phật là sống được như vậy, hay là thầy mình sống được như vậy. Nhưng nếu mình ở chung một đạo tràng đó, mình làm cung một cái việc đó, nhưng mà tâm mình không gia vào cái việc đó, mình ra mình ngồi với mình chết rồi vậy đó. Mình ra mình ngồi mình phiền lắm, mình mệt mỏi lắm. Chẳng qua là giờ đại chúng ông thầy cũng làm vậy, mình làm vậy, mình ra mình ngồi, tâm mình không cùng. Tâm mình không cùng. Thì tâm mình không cùng thì sao ư thập phương giới tọa đạo tràng được? Nếu có tọa là tọa gì? Tọa hình thức thôi. Mà tỏ cái đó dễ đi lắm. Tại vì hễ mà chưa kịp lắc chuông nữa, vừa ông thầy vừa đụng cái chuông là đứng dậy là xong rồi. Có hồi đó mình có đi học không? Mình vô lớp học á, nghĩa là chuông chưa reng để mà đứng dậy ra khỏi lớp nữa là mình nhìn đồng hồ cái là mình đứng dậy rồi đó. Có không con? Đi học mình hay có cái màn đó đó. Ông thầy nói not yet, ngồi xuống, sit down. Nhưng mà mình ở trong cái lớp, nhưng mà cái tâm mình nó phóng, nó trông chờ cái giờ tan lớp dữ lắm. Đấy. Mình ngồi thiền mà không có an lạc, mình cứ hí hoài. Cái bà thỉnh chuông, bà thỉnh chưa? Cái ông thỉnh chuông, thỉnh chưa? Và thậm chí mình hí đồng hồ một cái nữa. Rồi tụng kinh cứ coi hoài, coi còn mấy trang nữa đấy. Cho nên ngồi chung đạo tràng mà không có ư thập phương giới tọa, ta tụng kinh ta hạnh phúc quá chừng, mà thậm chí tụng hay đến mức độ là sợ hết lắm. Kinh là vậy nha, nhưng mà coi phim là sợ hết. Đừng hết, kéo dài ra. Và thậm chí phim nào mà nó hay nữa, trời ơi sao phim hay mà kết thúc lẹ vậy, sao không thêm vài tình tiết nữa. Rồi thậm chí mà cái phim đó là nó tập nó có mấy là cái cặp vai chính đó mà nó phát triển tình cảm nhanh quá, nó tình tiết hơi nhanh. Thành thử ra mình biết rằng nhiều đó thôi là mình biết là mình thường ư thập phương giới tọa chỗ nào. Rồi mình tu đến khi nào mình thấy rằng á, mình thấy một ngày mình tu mình cảm thấy là mình, hay là mình giữ một khóa tu mình thấy là mỗi ngày đi qua là mình biết là khóa tu gần kết thúc, mình có cái sự tiếc nuối về cái khóa tu đó. Tụng kinh mà mình giống như mình niệm Phật vậy đó, niệm mà thí dụ như trong kinh để niệm 10 tiếng, niệm đúng 10 tiếng cái bon, nghe qua tới 11 xuống cự nữa. Sao nãy niệm gì niệm dư vậy, thí dụ vậy. Cho nên mình phải hỏi lại mình có cùng ư thập phương giới tọa đạo tràng không? Nó không phải là hình thức mà nó nói ở cái tâm niệm của chúng ta. Cho nên mình thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng ư vô thượng giác. Mình sớm lên ngồi với Phật để làm gì? Mà các vị Phật là các vị Bồ Tát là không có ngồi chơi xơi nước à. Cái chuyện của các ngài là làm không ngừng nghỉ đó. Nếu mình là cùng một tâm niệm không ngừng nghỉ mình mới lên ngồi đó được. Có vài ví dụ đi, bây giờ quý ai đó tới con xin nhập chúng ở đây tu, mà chúng ở đây là ngày thầy phải 4 thời kinh vậy đó, rồi công việc phải làm vậy đó, mà mình không có cùng một cái dòng này thì mình không thể vô được. Nó không, tôi ở chùa kia tụng ngày có một thời à, mà thậm chí một tuần có một lần à, sao qua đây tụng dữ vậy. Nếu mà anh muốn ư thập phương giới tọa đạo tràng ở đây thì anh phải sao? Thì anh cũng phải cùng một cái dòng đó. Anh không cùng một cái luồng đó thì anh không thể theo được. Nó là như vậy thôi. Ư thập phương cho nên rất là thật. Nói theo ngoài đời một chút là mình ở đâu mình phải theo đó. Cho nên thế giới này chúng sanh đủ thứ những cái biến tướng. Mình chỉ biến tướng này không có nghe là sai quấy gì, nhưng mà nó biến ra chạy theo không kịp á. Hồi đầu là cái phone bự thiệt bự luôn là đã thấy quý rồi phải không? Bây giờ cái phone nó nhỏ xíu kêu phone nó cùi bắp, mà trước kia nó không hề cùi bắp. Mà bây giờ cái gì mà nó dởm rồi cái cùi bắp, mà trước kia rồi hồi xưa nó là mới tốt
thì mình gọi là đồ tốt, đồ mới. Nhưng mà xài cũ rồi bán lại kêu đồ sida second hand. Nhưng mà trước khi nó là second hand thì nó vẫn là first hand. Nhưng nó đâu có, cho nên tùy theo mà chúng ta chạy theo nó. Cho nên những gì mà Đức Phật nói đó, hằng hà sa số việc Phật nói, cũng không ngoài cái chuyện gọi là gì, chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Human beings have a lot of sickness. That's why we have to research and create a lot of medications, treatments. Hồi xưa giờ mình không có một cái dịch gì tên là COVID-19 hết. Bây giờ phải đổ đi tìm một cái phương thuốc gì đáp ứng cho COVID-19. Rồi ví dụ đi, có thể một lúc nào đó nó có một cái loại dịch nào khác nữa, thì lúc đó phải đổ ra đi tìm một cái dịch bệnh khác nữa. Chúng sanh bệnh nào thì phải có thuốc đó. Thì chúng sanh như thế nào, Phật pháp đi theo cái đó. Cho nên trong các cái cõi đó thì loài người là Đức Phật nhắm tới. Vì Ngài ở trong cõi đời này, là ai là cái đối tượng để mà Phật độ? Loài người. Mà con người còn cái gì? Con người còn tham, còn sân, còn si, còn những cái phiền não nào đó, thì Đức Phật cung ứng những cái phương pháp để nhằm chữa trị những cái bệnh đó. Ví dụ như con người á, đời sống của con người bình thường là người ta cần phải có gia đình, thì Đức Phật dạy chánh hạnh, tức là anh cứ lập gia đình theo thường lệ, nhưng anh đừng có quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của anh. Phật đâu có cấm. Nhưng mà nếu anh chọn là một con người cư sĩ thì đây là phương pháp của cư sĩ. Còn anh chọn là người xuất gia thì đây là phương thức của người xuất gia. Cho nên gọi là biệt giới là vậy đó. Hay là nói một cách khác là biệt giải thoát. Giới được dịch nghĩa là biệt giải thoát. Vậy thì muốn trừ khử ba cái hoạt này, phải có giới, có định, có tuệ. Mà giới là gì? Anh tuân thủ giới nào, anh liền được giới đó. Ví dụ ha, bây giờ cũng cùng một cảnh sát chặn lại khi mình lái xe. Nhưng mình hởm hiện nay là mình đang vi phạm cái gì thì mình sẽ bị phạt cái đó. Ví dụ người ta không cho mình lái nhanh, mình lái nhanh thì người ta chặn xe mình lại, thì mình sẽ bị phạt về phương diện lái nhanh. Mà lái nhanh á, anh lái hơn bao nhiêu cây số thì sẽ tính tiền bao nhiêu. Ví dụ anh lái hơn 20 cây sẽ tính 20 cây, mình lái hơn 30 cây là tính 30 cây. Bây giờ có thể người ta chặn mình lại, không phải over speed nữa, mà có thể là anh cho tôi coi hai người ngồi trong xe này có cùng cái địa chỉ không. Nếu anh không cùng địa chỉ là anh sẽ bị phạt. Thí dụ vậy đó. Mà bây giờ nếu mình giữ được cái nào thì mình giải thoát cái đó. Cho nên gọi giới được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Mình tu tập cái phần nào thì mình sẽ an lạc, ổn định cái phần đó. Thí dụ mình không ăn cắp là giải thoát được phần không ăn cắp. Không có sợ người ta bắt mình, không có sợ người ta nói gì mình, tại mình không có lấy. Mình không có đâm thọc một câu chuyện đó, mà giờ người ta tự nhiên ở đâu người ta dựng chuyện lên, người ta nói mình như vậy, mình cũng an lạc với đó. Tại mình không có nói, mình không có làm, mình biết chắc như vậy thì mình an lạc. Ôi nói gì nói, tôi không nói thì tôi không có sợ. Ví dụ vậy. Cho nên hãy được tu được giới nào, an lạc giới đó. Cư sĩ tại gia cũng vậy. Các vị thọ 5 giới, mà giữ không được 5 thì giữ 4. Hãy anh giữ được 4 thì anh an lạc được 4. Anh giữ 3 thì anh an lạc được 3. Vậy hiểu chữ đạo tràng chưa? Nơi nào có cùng một, có một cái sự tu tập, nơi đó có cái sự an lành thì đó là đạo tràng hết. Mà thậm chí trong kinh còn nói trà đình tửu điếm cũng đạo tràng. Tại sao? Tại vì nếu mà nơi đó có một người nào đó họ tỉnh thức, họ vượt ra được cái đó, thì hoặc là nói cách khác là chính nơi đó đã làm cho một con người tỉnh thức. Ví dụ như có một cái anh đó, anh ăn chơi dữ lắm. Tự nhiên một ngày nọ, sau một cái bữa nhậu rồi, anh thấy mọi người nằm la liệt,
kẻ ói mửa, người nằm nghiêng ngửa chồng chất với nhau, không có còn một cái trật tự gì như lúc đầu nữa. Tự nhiên anh tỉnh ra. Trời, không lẽ cuộc đời mình cứ vậy hoài sao? Mình mấy mươi năm mình sống rồi, rốt cuộc mình tỉnh dậy rồi là một sự mỏi mệt vô cùng, từ cái đầu óc của mình cho đến cơ thể của mình sau một cơn say xỉn. Rồi người nhìn ngửi lại mình thì thôi, thuốc lá nồng nặc. Rồi thậm chí có những người ta ói mửa trên người mình. Nói chung là dậy rồi thì từ bên trong tâm hồn cho đến thể chất ở bên ngoài, nó quá ư là mệt mỏi và có những cái mùi nồng hôi. Nó tỉnh ra. Người thầy nữ ra ngay cái lúc đó. Thì cái chỗ mà làm cho anh tỉnh ngộ tức là đạo tràng. Ta thấy người nằm chết, ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Vậy thì cái đám chết đó tự nhiên tỉnh ra. Đức Phật mình cũng vậy đó. Cái đêm mà Ngài vượt thành đi tu là do cái sau một cái bữa gọi là yến tiệc, rồi cung phi mỹ nữ nãy son phấn đậm đẹp, bây giờ tự nhiên sau một cái lần bao nhiêu cái màn múa vũ đó rồi thì mồ hôi họ chảy ra, rồi bắt đầu son phấn nó lem luốc, tóc tai họ bù xù đó, hồi nãy đồ đạc để trên bàn ngăn nắp rồi uống rồi che vậy nè, mà tới hồi mà nó xỉn cái nó nằm nó sải tay nó hất xuống đất hết. Mà hồi nãy là rất là tươm tất. Từ cái những cái đó làm cho mình tỉnh lên. Và cái chỗ đó cũng là đạo tràng. Cho nên phiền não tức bồ đề là vậy đó. Ở ngay cái chỗ phiền não mà chúng ta nhận ra được cái bồ đề, cái giác ngộ. Ngay cái chỗ sanh tử mà chúng ta nhận ra được niết bàn. Thấy sanh tử là à, nó vậy ha, cuộc đời là có như vậy. Cho nên mình nhận ra được cái đó, cái tâm mình bình an. Cho nên trong tứ đế không, khổ tập thì sao diệt. Khi anh nhận ra được á, cái khổ và nguyên nhân của khổ thì tức khắc tâm anh có sự bình an trở lại, và từ đó anh mới tìm một con đường để thoát khổ, cho nên là đạo đế. Khổ đế nghĩa là sự cái mặt, sự có mặt của khổ. Tập đế nghĩa là sự nguyên nhân nào mình khổ. Và diệt đế là khi chúng ta hiểu ra được nguồn cội của khổ. Chúng ta đã nhận ra được rồi, nhưng mà chúng ta chưa hết bệnh. Và bây giờ, ô tôi biết rồi. Và từ đó đi tìm một con đường để chúng ta chấm dứt cái khổ, gọi là đạo đế. Cho nên khổ đế còn trong ba lần chuyển thôi. Thị chuyển, khuyến chuyển, hay là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Phật chỉ cái đó, Phật chứng được cái đó, và Phật khuyến khích mình tu cái đó. Cái đó gọi là tam chuyển pháp luân. Thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. Mà tứ diệu đế mà ba lần chuyển, cho nên chúng ta ra cái bánh xe 12 cây câm ở trên nóc chùa. Trong chùa hay để trên cái nóc của chùa, hay người ta decorate, hay là cái bàn tay ta vẽ, ta có cái bánh xe 12 cây câm đó. Đừng bao giờ nói cái đó là bánh xe luân hồi nha. Đó là bánh xe chuyển pháp. Tứ diệu đế mà chuyển 3 lần. Khổ tập diệt đạo mà 3 lần chuyển là sao? Một lần là Phật nói cho anh biết đây là khổ. Đây là nguyên nhân của khổ. Đây là con đường, đây là sự hết khổ, và đây là con đường hết khổ. Cho nên Phật chỉ cho mình thấy gọi là thị chuyển. Rồi chứng chuyển là đây là khổ, tôi đã qua rồi. Đây là tập, tôi đã dứt rồi. Đây là diệt, tôi đã được rồi. Đây là đạo, tôi đã tu rồi. Đó là chứng chuyển, nói cho người ta biết. Tôi cũng đã từng, nhưng mà giờ tôi vượt được nó rồi. Đây là khổ, các vị phải biết. Đây là tập, các vị phải biết. Đây là diệt, các vị phải được. Đây là đạo, các vị phải tu. Gọi là khuyến chuyển. Mà 4 lần 3 thì 12.
Cho nên cái bánh xe để trên bàn tay 12 cam hay để trên nóc chùa đó, hay người ta làm cái logo cho chùa đó là 10 chuyển bánh xe pháp. Chứ tự nhiên logo của chùa đem để bánh xe luân hồi vô đó làm chi? Tự nhiên đem nguyên bánh xe luân hồi để nóc chùa cho đè nặng luân hồi. Đó là sự chuyển pháp. Con người khổ và con người có những cái nguyên nhân của nó. Ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong. Chữ thuấn nhã đa tiếng Phạn là sunyata. À, thí dụ như chữ thuấn nè, mình phải gạch nói để mình nói chữ nhã, tại vì nó là một chữ phiên âm thôi. Thuấn nhã đa, thì thuấn nhã đa tiếng Phạn là sunyata. Nó là nghĩa là gì? Là hư không. Space. Còn ở trên là chữ gì? Cái chữ kế là chữ gì? Thước Kara hả? Thước Kara mình cũng phải ghi như vậy, tại vì nó là một chữ từ cái chữ Vajra. Nghĩa là gì? Nghĩa là kim cang hay là kim cương. Thuấn nhã đa tánh tức là cái hư, cái tánh của hư không. Hư không làm sao hết được? Hư không làm sao mất được? Vậy mà thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, có là có, nó có khả năng nó mất đi. Hư không làm sao mất? Vậy mà có khả năng, ví dụ như hư không có mất đi. Thước Kara tâm nghĩa là tâm kim cương, và kim cương là một loại gì? Rắn chắc đập không có bể. Mà kim cương tâm, nếu dịch cái chữ đó đó, thật ra chữ Thước Kara là nguyên chữ phiên âm từ cái chữ này, nghĩa của nó là kim cương. Nếu mà dịch là tánh hư không có thể tiêu mòn, tâm kim cương của con thì không lay chuyển. Nếu dịch cái nghĩa vậy đó, hư nghĩa là hư không có thể mòn, nhưng mà tâm kim cương của con, tâm kim cương là tâm gì? Tâm bồ đề, tâm tu tập, cái tâm đó không có bao giờ mất. Trong cái bài sám chúng ta hay tụng, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, nhớ không? Hư không hữu tận, hư không có thể cùng tận. Thật ra hư không là vô cùng vô tận, nhưng mà hư không có thể cùng tận. Nhưng nguyện của con không bao giờ cùng tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không có thể tiêu mòn, nguyện con muôn kiếp không hề lung lay. Hình như nó có cái bài hát á, gì đá mòn mà tình này có mòn đâu. Rồi có một cái bài thơ: dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn, mẹ vẫn muôn đời mẹ của con. Dù Nam Hải biển ở phía Nam, núi Thái Sơn có tiêu mòn đi nữa, nước ở biển đó có cạn, núi kia có thể mòn, nhưng mà tình mẹ con không có mòn theo cái đó. Dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn, mẹ vẫn muôn đời mẹ của con. Rồi đó, nó có cái bài thơ tình, nó mấy đứa nhỏ nó chọc nhau vui. Tình anh như rổ bún riêu, rổ bún á, bún bao nhiêu cộng, anh bao nhiêu tình. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, Thước Kara tâm vô động chuyển. Ở đây là lấy hai cái so sánh.
lấy cái hư không và lấy cái tâm của mình. Mà hư không có thể tiêu mòn, nhưng mà tâm bồ đề kiên cố. Cái chữ mà thước kara đó là tiếng Phạn phiên âm từ cái chữ vajra, kim cương, hay là kim cang. Bên mật tông họ có cái chày kim cang á, các vị trì chú ta trầm chày kim cang để chi? Để nói lên sự kiên cố bất động. Đó là mình hết cái bài nguyện của ngài A Nan. Trong các cái bản dịch bài tựa Lăng Nghiêm này á, có bản dịch của Hòa Thượng Thiện Thanh ở Mỹ á, ngài mất rồi. Trước khi ngài mất, ngài có soạn một quyển nghi thức tụng niệm có tên là Nghi thức tụng hàng ngày, rất hay và rất đầy đủ. Và ngài đã dịch cái bài này ra sang tiếng Việt. Mình có để trong cái bản dịch tụng Đại Bi Thập Chú bản tiếng Việt của mình đó. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Rồi bây giờ mình hiểu được cái bài ý của cái bài này, thì trước khi dẫn vào cái thời công phu thì các tổ đã trích một cái đoạn văn. Đây là cái đoạn văn thể hình thức như thi kệ của ngài A Nan ở trong cái quyển thứ 3 của 10 quyển Lăng Nghiêm. Thì đây là cái đoạn cuối của quyển thứ 3. Thì ngài A Nan nói cái đoạn này thì chư tổ đã trích ra. Nói tổ tức là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó, ông đã nhận cái ý chỉ của vua nhà Thanh soạn một nghi thức. Mà lúc đó đó, cái thời điểm đó đó là ba tông rất là phổ biến ở trong cái hoàn cảnh tu tập của Phật giáo thời đó, đó là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Mà hai cái thời nghi thức này thì phần lớn là Mật Tông và Tịnh Độ. Thật ra mình nói mật nói tịnh là để phân tích để cho mình hiểu, nhưng mà khi chúng ta đã tu tập rồi đó thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả là phương tiện, là pháp của Phật. Chúng ta không có cái tâm ý phân biệt Thiền Tông, Tịnh Độ gì hết, mà phải nói rằng mỗi tông đều có sự dung nhiếp của nhau. Ví dụ như mình trì chú mà trì đến cái tâm mình tĩnh lặng thì có phải là thiền không? Có phải thiền không? Là thiền. Mình niệm Phật đến mức độ là câu niệm Phật làm cho mình tĩnh lặng, rốt cuộc tất cả mọi pháp đều trở về với cái nguồn cội là tịnh. Tịnh là gì? Là vắng lặng. Thì cái tâm mình nó loạn, cho nên các tổ mới dạy cho mình cách tỉnh. Nói cách khác là tất cả đều phải có thiền quán. Mà cuộc đời này chúng ta sống từ đời cho tới đạo, mà chúng ta thiếu đi cái chất lượng, chất liệu của thiền, của quán, thì chúng ta sẽ là người bị gọi là dễ lung lay. Tại sao vậy? Thiền là gì? Là chúng ta phải dừng ngay trước những cái sai, rồi chúng ta đi sâu vào quán chiếu để chúng ta bổ vào đó những cái tích cực. Ví dụ như hồi xưa giờ mình nói lung tung làm cho mọi người phiền não, giờ dừng cái đó đi, gọi là tu chỉ đó, đó là thiền chỉ. Thay vào đó nói những lời có chánh niệm. Hồi xưa tôi gặp ai tôi không thích là tôi sạc thẳng, tôi nói theo ngoài đời là tôi nói đạ mạng, nói không cần biết. Bây giờ tôi dừng cái đó lại, tôi sẽ thay vào, cũng là cũng cách nói, nhưng tôi thay vào cái sự tưới tẩm trước khi tôi nói. Và tôi biết chỉnh cái lời nói của tôi để cho người đó nhận ra cái sai. Mà thí dụ thường thường như là cái cách sống của chúng sanh mình hay có một cái này, mình lấy một cái sai này mình chữa một cái sai khác. Ví dụ ha, bây giờ ví dụ cái chú này chú làm cái gì lỗi đi, mình cho là sai đi, phải không? Thì bắt đầu mình là người lớn nè, may á là cái đứa thế này thế kia, rốt cuộc á mày hỗn hào mình nói, nhưng mà thậm chí mình đập mình đánh, rồi mình đập bàn đập ghế, mình nói là mày là con mày không được thế này thế kia. Nhưng mà mình không có biểu lộ cái gì để cho nó thấy rằng có nó nãy giờ nó vậy đó, rồi bây giờ mình vậy nè, cho nên cái sai của mình đó, đi chỉnh cái sai của người kia. Con đừng có làm như vậy, con còn trẻ, cuộc đời của con còn dài, con đi làm mà con nóng nảy như vậy con sẽ hư chuyện.
cho nó thấy hồi nãy nó đập bàn đập ghế, bây giờ mình ngồi mình nói chuyện với nó, cho nó có một cái gì đó, cái đối chiếu giữa cái sai và cái tỉnh giác. Hiểu ý không? Cái đó mới là gọi là cái cách của đạo Phật đó. Nhưng mà thường mà cái cách sống của chúng sanh mình là hay lấy cái sai này áp đảo cái sai kia. Mình rốt cuộc á, mình lấy cái quyền của người lớn, cái quyền của cái người có power hơn, có năng lực hơn, mình áp đảo cái đứa nhỏ, mình không cho nó thấy được một cái hình ảnh khác biệt hơn, văn hóa hơn, đẹp hơn. Vậy cho nên mình gọi là đạo Phật là đạo tỉnh thức, là đạo giác ngộ. Ví dụ như bây giờ á, ở ngoài đời á, ta nói chuyện với người thân ta đó, thân trong nhà của con cháu, mày với tao đâu có gì sai, chỉ bình thường. Nhưng vô chùa rồi, người tu với nhau không có mày tao nữa, dù là thầy với trò cũng không có mày tao. Tại vì nếu mà thí dụ bây giờ mình là thầy đi, ê thằng Tuệ, lại rót cho tao miếng trà coi, thì người ta bước vô đây người ta thấy ủa cái này đâu có gì, nó different, nó đâu có gì khác ngoài đời đâu. Thành ra con rót cho thầy miếng trà, rồi khi nó đem trà tới, nó hai tay mình chắp tay mình xá. Ngoài đời người ta sống, ê mày rót tao miếng trà coi mày, đúng không? Rồi nó làm sai cái thằng vô ý vô tứ, mày đuôi hả mày. Nhưng mà nếu mà mình ngược lại, cẩn thận con, mình thấy cho nó thấy một cái gì nó difference. Cho nên cái chỗ tu tập của Phật Pháp là vậy đó. Mà mình nếu mình hiểu được cái đạo Phật đó, là mình sẽ thấy rằng đúng là ư thập phương giới tọa đạo tràng, thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, cuộc đời này có thể thay đổi bất cứ cái gì, thậm chí như hư không thay đổi. Nhưng mà cái tâm bồ đề, cái tâm kiên cố, cái tâm dũng mãnh, cái tâm chuyển hóa, tâm tu tập của con không lay chuyển. Là vì bất cứ một phương diện nào con cũng có thể định tâm và chuyển được. Và nó là trở thành ra cái định lăng nghiêm. Chữ lăng nghiêm là một cái loại định kiên cố, vượt hơn tất cả các định. Cho nên ở đời nó là như vậy, không có gì sai quấy cả. Đó là người ta chấp nhận theo thế gian. Nhưng mình phải có cái cách mình Phật gọi là đối trị. Thí dụ như người ta tham, Phật dạy bố thí. Vậy thì cái bố thí, cái cho, anh thấy không, người ta thì người ta cứ ban cho, mà anh cứ là gom góp. Hai cái đó nó khác, để cho người ta thấy được cái mặt tích cực của nó. Cuộc đời này nó cứ tích cực là tại vì có những người người ta còn biết bố thí. Cho nên cẩn thận, nếu không khéo là mình sẽ đi vào cái con đường là lấy cái sai này để áp đảo cái sai khác. Mình cho nó là sai nhưng mà rốt cuộc mình tung tóe lên bao nhiêu cái sai nữa, đập bàn đập ghế, mình làm đủ cách để mình nói. Ví dụ như cái người đó nó nói thô rồi, mình lại mình chụp áo nó, mày nói gì, nó cũng vậy thôi, mày có chừng ta đuốc mày á mày. Ví dụ vậy. Cho nên đó là những cái mà chúng ta phải để ý lại. Và trong chúng mình sống với nhau, mình tu tập, nó cũng không khác gì người thế gian, tại vì mình cũng là phàm phu hết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta còn sống với nhau như thế này là vì sao? Chúng ta đang giảm cái chất đó, chúng ta đang hướng, phải không? Chưa phải là tu đào hoàng quả, nhưng mà mình đang là gì? Tu đào hoàng hướng. Mình chưa phải là tư đà hàm quả, nhưng mà tư đà hàm hướng. Mình chưa phải là A-la-hán quả, nấu nước ngọt được, nhưng mà A-la-hán hướng. You are direction on the way. You're not there yet, but you're on the way. Thôi thì mình học tới đây thôi. Mai thứ ba mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.